Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Tiết lộ lý do tỷ phú Elon Musk chỉ tất tay để ủng hộ ông Trump. Kịch bản nào giúp ông Trump và bà Harris thắng ở 7 bang chiến địa? Bà Kamala Harris lo ông Trump tuyên bố thắng cử quá sớm. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việc tỷ phú công nghệ Elon Musk đầu tư tất tay cho ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ, không chỉ vì những khoản tài trợ khổng lồ, những phát ngôn và hành động gây sốc, mà còn là những toàn tính phía sau. Tuy nhiên, quyết định quay xe ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump không phải là điều quá bất ngờ khi trong những năm gần đây, vị tỷ phú này đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Đảng Dân chủ và tổng thống Joe Biden. Quyết định đầu tư tất tay vào cựu tổng thống Trump dường như cũng không quá khó hiểu khi nhân vật cũng được mệnh danh là thiên tài công nghệ này đã từng có những phi vụ đầu tư mạo hiểm, thậm chí được không ít ý kiến trong giới chuyên gia xem là kỳ lạ. Trong thời gian trước, tỷ phú Elon Musk thường không công khai quan điểm chính trị cho rằng các nền tảng truyền thông nên thể hiện quan điểm khách quan, trung lập. Ông cũng là người tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống Barack Obama, từng bỏ phiếu cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử năm 2016, 2020. Thậm chí, ông này còn nhiều lần tranh cãi, chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vị tỷ phú này đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối với chính quyền của tổng thống Joe Biden. Hồi đầu năm nay, ông Musk cho biết ông từng bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ trong thời gian qua và tuyên bố bắt đầu ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Trên mạng xã hội, ông này cũng liên tục chỉ trích các chính sách của Đảng Dân Chủ như nỗ lực thúc đẩy công bằng và hòa nhập, phản đối chính sách của chính quyền ông Biden đối với các công đoàn lao động, vấn đề nhập cư, biên giới. Chính thức tuyên bố ủng hộ ông Donald Trump sau vụ ám sát hụt hồi tháng 7 vừa qua cũng đánh dấu bước ngoặt đối với ông Elon Musk khi chuyển hướng chính trị sang cánh hữu với quan điểm bảo thủ. Sau cuộc gặp này, báo chí Mỹ cũng bắt đầu so sánh quá trình chuyển từ một doanh nhân sang chính trị gia cánh hữu với xuất phát điểm của ông Elon Musk chậm hơn ông Donald Trump hơn 10 năm. Mục tiêu phía sau động thái ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump của ông Musk cho đến nay phần lớn mới được hé lộ thông qua tuyên bố của ông Trump hoặc đồn đoán trong dư luận Mỹ. Theo những thông tin trên truyền thông Mỹ, để có được sự ủng hộ của ông Musk, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một vị trí quan trọng nếu tái đắc cử cho ông. Vị trí này rất có thể là lãnh đạo một ủy ban do Tổng thống thành lập, có chức năng kiểm soát hoạt động ngân sách của chính phủ liên bang chủ yếu là có trách nhiệm hoặc quyền hạn đề xuất cắt giảm chi tiêu, xây dựng quy định để chính phủ hoạt động hiệu quả và tiết kiệm. Với vai trò của mình, nếu được bổ nhiệm, kết hợp mối quan hệ với người lãnh đạo được xem là quyền lực nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, không chỉ chủ động trong việc mở rộng kinh doanh với chính phủ, giải quyết các vướng mắc pháp lý mà còn có cơ hội thực hiện giấc mơ mà ông gọi là thiết kế lại thế giới. Cho đến nay, các doanh nghiệp của ông Elon Musk đang có những hợp đồng hợp tác khổng lồ với tổng giá trị hơn 15 tỷ đô la Mỹ ví dụ như công ty SpaceX với Bộ Quốc phòng, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA hay Tesla với các khoản tín dụng thuế và trợ cấp xây dựng mạng lưới chạm sạc trên toàn quốc. Nếu trở thành cố vấn của Tổng thống, tỷ phú Elon Musk sẽ có cơ hội khai thác tiềm năng tài chính không hạn chế của Mỹ, mở rộng các hợp đồng sang lĩnh vực an ninh quốc gia, quân sự. Nhiều chuyên gia Mỹ cũng nhận định, hợp tác giữa hai nhân vật này có thể được coi là một hợp đồng thương mại mạo hiểm nhưng hứa hẹn. Thậm chí, nhiều đồn đoán trên truyền thông Mỹ còn đi xa hơn khi cho rằng tỷ phú công nghệ với những phát minh và ý tưởng được xem hoặc là thiên tài, hoặc là điên rồ đang muốn áp đặt cuộc chơi của mình không chỉ tại Mỹ mà còn trên quy mô toàn cầu. Với vai trò cố vấn hoặc thành viên nội các, thiên tài công nghệ có thể thực hiện các ý tưởng đã một lần được ông này nhắc đến, đó là thiết kế lại nhà nước Mỹ và lối sống của người dân Mỹ. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump có nhiều con đường chiến thắng ở các bang chiến địa để giành đủ 270 phiếu đại cử tri. Cả hai ứng cử viên hiện đang tập trung vào 7 bang chiến địa, có khả năng quyết định người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Một số kịch bản chiến thắng của ông Donald Trump hoặc bà Harris tại bang chiến địa để hội đủ số phiếu đại cử tri như Kịch bản thứ nhất, bà Harris thắng tại các bang bức tường xanh. Việc giành được sự ủng hộ của ba bang bức tường xanh gồm Pennsylvania, Michigan và Wisconsin có thể là con đường đơn giản nhất đối với bà Harris. Nếu bà Harris chiến thắng ở các bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ba bang nằm trong vành đai dị xét, trong khi ông Trump chiến thắng tại các bang vành đai mặt trời Nevada, Arizona, Georgia và Bắc Carolina, ứng cử viên Đảng Dân Chủ sẽ giành chiến thắng với số phiếu đại cử tri tối thiểu có thể là 270 so với 268 của ông Donald Trump. Kịch bản thứ hai, bà Harris mở rộng chiến thắng năm 2020 của ông Biden kịch bản hy vọng nhất đối với Đảng dân chủ mà chắc chắn nằm trong tầm tay của bà Harris là ba thắng ở các bang mà ông Biden từng chiến thắng cách đây 4 năm và thắng thêm ở một bang khác mà ông chưa từng thua là Bắc Carolina. Cuộc thăm dò dường như cho thấy ít nhất là có thể vì bà Harris đang dẫn trước một chút hoặc trong phạm vi ở cả 7 tiểu bang. Kịch bản thứ ba, bà Harris thua ở Pennsylvania nhưng tìm được giải pháp thay thế. Pennsylvania được xem là bang phải thắng đối với cả hai ứng cử viên và có thể là bang quyết định ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Pennsylvania có 19 phiếu đại cử tri, nhiều hơn bất cứ bang chiến địa nào khác. Bang này cũng nhận được nhiều sự chú ý nhất từ cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Theo công ty theo dõi quảng cáo Ad Impact, số tiền quảng cáo được chi tại bang Pennsylvania dự kiến sẽ nhiều hơn so với các bang khác trong những tuần cuối của cuộc bầu cử. Việc giành chiến thắng tại đây sẽ là một cú hích lớn đối với bà Kamala Harris. Trong khi đó, kịch bản thứ tư Ông Trump thắng ở Pennsylvania thì ông sẽ có nhiều con đường hơn để đạt đủ 270 phiếu đại cử tri và tái đắc cử. Ngay cả khi bà Harris giành được chiến thắng tại một trong hai bang Georgia hoặc Bắc Carolina, bà vẫn cần phải thắng ở ít nhất 3 trong số 4 bang còn lại để giành chiến thắng. Trong khi ông Trump chỉ cần thắng ở hai bang. Kịch bản thứ năm, ông Trump đắc cử mà không thắng ở Pennsylvania. Mất Pennsylvania sẽ là một đòn giáng mạnh và cơ hội của bất kỳ ứng cử viên nào. Tuy nhiên, Giống như ứng cử viên đảng Dân Chủ, ông Trump vẫn có thể tái đắc cử mà không thắng ở bang chiến địa này. Kịch bản có nhiều khả năng hơn là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thắng ở một nhóm các bang có từ 10 phiếu đại cử tri trở lên để bù đắp cho việc mất 19 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania. Kịch bản thứ 6 Ông Trump thắng cả 7 bang chiến địa Khi ông Biden chưa rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, tỷ lệ thăm dò của ông thấp hơn so với đối thủ và cả 7 bang chiến trường dường như nằm trong tay của ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Mặc dù bà Kamala Harris thể hiện tốt hơn nhiều so với ông Joe Biden, có cơ hội rõ ràng hơn ở mỗi chiến trường, ông Trump vẫn có khả năng giành chiến thắng áp đảo. Nếu ông Trump thắng ở cả 7 bang chiến địa, ông sẽ có tổng cộng 312 phiếu đại cử tri, trong khi bà Harris chỉ có 226 phiếu. Kịch bản như vậy có khả năng xảy ra cao hơn nếu các cuộc thăm dò phản ánh không chính xác cơ hội chiến thắng của ông Donald Trump, giống như trong hai cuộc bầu cử trước. Tuy nhiên, các nhà thăm dò ý kiến cảnh báo không nên đánh giá rằng cơ hội chiến thắng thực tế của ông Trump sẽ cao hơn các cuộc thăm dò trong năm nay bởi mỗi chu kỳ bầu cử đều khác nhau và họ đã điều chỉnh phương pháp của mình để tính toán tốt hơn những thiếu sót trước đây. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 22 tháng 10 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News rằng bà lo ngại ông Trump sẽ tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm. Theo bà Harris, Chiến dịch tranh cử của bà đã chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ cố phá hoại cuộc bầu cử vào tháng 11, song bà hiện tập trung vào việc cố gắng đánh bại ông trước. Khi được hỏi về khả năng ông Trump sẽ cố tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm và trước khi các phương tiện truyền thông dự đoán người chiến thắng, bà Kamala Harris đã bày tỏ lo ngại. Bà Harris nói, có một người, đó là ông Trump, ông ấy đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng, người đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ làm một số người thiệt mạng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đề cập tới vụ tấn công Đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thời điểm đó, sau khi thua cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020, ông Trump và các đồng minh đã tìm cách lật ngược kết quả thông qua hàng chục vụ kiện. Cựu tổng thống cũng gây sức ép với các quan chức ở bang Georgia, trong khi những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol hôm mùng 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn cản Phó tổng thống khi đó là ông Mike Pence xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden theo đúng thủ tục tại cuộc đua bầu cử năm nay trong một buổi vận động ở Michigan hồi tháng 9, ông Trump tuyên bố, tôi có thể thua bởi vì họ gian lận, đó là lý do duy nhất khiến chúng ta thua cuộc vì họ đã gian lận. Tại một sự kiện vận động ở bang Georgia, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn từ chối chấp nhận ông đã thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, cho biết ông muốn chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới phải áp đảo đến mức không thể gian lận. Tuy nhiên, ông Trump và các đồng minh đã chuẩn bị cho kịch bản thua cuộc suốt nhiều tháng qua cả hai đảng dự đoán quá trình kiểm phiếu có thể mất vài ngày sau ngày 5 tháng 11. Nếu ông Trump đang trên đà thua cuộc, tốc độ này sẽ tạo cơ hội cho ứng viên đảng Cộng hòa đưa ra các tuyên bố về bầu cử gian lận và cố gắng làm suy yếu lòng tin của công chúng vào các quan chức giám sát bầu cử. Cựu tổng thống có khả năng khuyến khích những người ủng hộ đưa ra lập trường tương tự. Dù chưa thắng cử, ông Trump đe dọa sẽ bỏ tù những người làm công tác bầu cử và các công chức khác vì hành vi vô đạo đức. Thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, họp báo và phỏng vấn, ông Trump có thể lan truyền thông điệp trực tiếp đến công chúng Mỹ mà không cần chờ bằng chứng hay kết luận. Trong lịch sử Mỹ, chưa từng có một tỷ phú nào hoạt động chính trị năng nổ như Elon Musk. Với tài sản dòng ước tính 247 tỷ đô la Mỹ, giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX đang thể hiện sự giàu có và quyền lực chính trị của mình theo cách chưa một người giàu nhất thế giới nào từng làm. Dù không phải là nhà tài trợ lớn trong cuộc bầu cử năm nay, thành tích đó thuộc về tỷ phú Timothy Melon với số tiền lên tới 165 triệu đô la Mỹ. Những cách tiếp cận của tỷ phú Musk đối với chính trường Mỹ là độc nhất vô nhị, khác xa những người giàu nhất thế giới trước kia như Bill Gates, Jeff Bezos hay Warren Buffett. Elon Musk đang tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị một cách công khai và trực tiếp. Trước đó, từ cuộc vận động tranh cử ngày 19 tháng 10 ở bang Pennsylvania Mỹ, ông Elon Musk tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu đô la Mỹ ngẫu nhiên cho các cử tri đã ký tên vào một kiến nghị công bố hồi đầu tháng của Ủy ban Hành động Chính trị America PAC. Không chỉ giới hạn ở tài trợ tiền bạc, Elon Musk còn sử dụng nền tảng mạng xã hội X, trước đây là Twitter, do chính ông quản lý để thúc đẩy các quan điểm của riêng mình. Không chỉ gỡ bỏ lệnh cấm đối với tài khoản cựu tổng thống Trump cùng nhiều nhân vật có khuynh hướng bảo thủ khác, Ông còn tận dụng tài khoản cá nhân của mình trên nền tảng này với khoảng 202 triệu người theo dõi để chia sẻ các hình chế, meme và thông tin có tính chất chính trị. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng cảnh báo chỉ khoảng 200 người có thể quyết định ai sẽ trở thành Tổng thống trong mỗi cuộc bầu cử. Sự tích cực của tỷ phú Elon Musk đặt ra câu hỏi về tác động của những người lắm tiền nhiều của lên các cuộc bầu cử tại Mỹ. Điều này làm dấy lên lo ngại về một nhóm nhỏ người giàu có thể định hình kết quả của mọi cuộc bầu cử sự tham gia tích cực của ông Mớt vào chính trị đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của giới siêu giàu đối với nền dân chủ. Liệu một cá nhân nên có quyền lực lớn như vậy trong việc định hình dư luận và kết quả bầu cử hay không? Làm thế nào để cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và ảnh hưởng không cân xứng mà sự giàu có mang lại? Khi ngày bầu cử Tổng thống Mỹ càng cận kề, vai trò của người giàu nhất thế giới trong chính trường nước này sẽ tiếp tục là chủ đề được quan tâm và tranh luận cách tiếp cận độc đáo của ông đối với việc sử dụng sự giàu có và ảnh hưởng của mình có thể định hình lại cách công chúng nhìn nhận về mối quan hệ giữa tiền bạc và chính trị trong tương lai dù ủng hộ hay phản đối cách tiếp cận của elon musk không thể phủ nhận ông đang viết nên một chương mới trong lịch sử về ảnh hưởng của những người giàu nhất đối với nền chính trị mỹ chỉ thời gian mới có thể giải đáp rằng liệu cách tiếp cận này sẽ trở thành tiêu chuẩn mới hay sẽ bị xem là một điểm dị thường trong lịch sử chính trị của nước mỹ khi kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một cuộc đua xiết sao, hai ứng cử viên đang tăng tốc lên lịch trình tranh cử giải đặc, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm cử tri tuy nhỏ nhưng có thể đưa một trong hai ứng cử viên lên dẫn đầu trong cuộc đua vào Nhà trắng tháng 11 tới. Chiều ngày 21 tháng 10, trong khi Phó Tổng thống Harris có một trợ thủ đắc lực là cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa Liz Cheney cùng đi vận động, thì cựu Tổng thống Trump tranh thủ đến từng nơi tại Bắc Carolina, kêu gọi những người ủng hộ đi bỏ phiếu bất chấp cuộc sống đang gặp khó khăn sau bão tại một sự kiện với nữ ứng viên đảng Dân Chủ Harris ở Royal Oak, bang Michigan. Thượng nghị sĩ Cheney kêu gọi những người Cộng hòa được phép ủng hộ đảng Dân Chủ mà không lo bị trả thù. Thượng nghị sĩ Cheney nhấn mạnh, tôi chắc chắn có nhiều thành viên đảng Cộng hòa sẽ nói rằng mình không thể công khai ủng hộ đảng Dân Chủ. Họ lo lắng về nhiều thứ, bao gồm cả các hành vi bạo lực, nhưng họ sẽ làm điều đúng đắn. Tôi chỉ nhắc nhở mọi người, nếu có lo lắng, bạn có thể bỏ phiếu theo lương tâm của mình và không bao giờ phải nói một lời với bất kỳ ai. Cheney và cha ba là ông Dick Cheney, phó tổng thống dưới thời tổng thống George W. Bush là hai trong số những thành viên Cộng hòa có tiếng nói quay sang ủng hộ phó tổng thống Harris. Trong khi đó, chuyến thăm của cựu tổng thống Trump tới Bắc Carolina dường như là một động thái trấn an những lo ngại của các đồng minh Đảng Cộng hòa cho rằng thiệt hại do cơn bão Helen gây ra sẽ làm giảm lượng cử tri đi bỏ phiếu ở các bang chiến trường bị ảnh hưởng. Ứng ừ, viên Đảng Cộng hòa phát biểu tại điểm dừng tranh cử ở Swannanoa sau khi đi tới thăm các khu vực bị bão tàn phá rằng Chúng tôi muốn các bạn bỏ phiếu, nhưng chúng tôi cũng muốn các bạn sống và tồn tại, hạnh phúc và khỏe mạnh, bởi vì đây thực sự là một thảm kịch. Theo một bảng thống kê của hãng tin Reuters, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Bắc Carolina sau cơn bão Helen là khu vực Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử 2020. Cựu tổng thống Trump đã giành được khoảng 62% số phiếu bầu tại 25 quận được tuyên bố là khu vực thảm họa sau bão Helen, trong khi tổng thống Biden giành được khoảng 51% số phiếu ở các quận còn lại của bang. Cả chiến dịch tranh cử của bà Harris và ông Trump đều đang tăng cường hoạt động trở lại ở Bắc Carolina sau cơn bão. Trong khi ông Trump tổ chức ba điểm vận động ở Bắc Carolina chỉ trong ngày 21 tháng 10, thì tuần trước, cựu Tổng thống Bill Clinton đã xuất hiện cùng với ứng viên liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ Tim Quan và sau đó là một số chuyến đi tới miền đông Bắc Carolina. Khi chỉ còn 15 ngày nữa là đến ngày bầu cử, giới phân tích nhận định bang Bắc Carolina rất quan trọng đối với phép toán của cử tri đoàn trong việc ai sẽ giành chiến thắng để vào Nhà Trắng. Chủ tịch Quốc gia Đảng Cộng Hòa Michael Wadley cho biết chúng ta sẽ thắng hay thua dựa trên những gì diễn ra ở Bắc Carolina. Bắc Carolina dự kiến sẽ có 5,5 triệu phiếu bầu, trong đó hơn 1 triệu phiếu bầu đã được bỏ kể từ khi bang này bắt đầu quy trình bỏ phiếu sớm từ ngày 17 tháng 10. Nhiều quận ở Bắc Carolina bị ảnh hưởng bởi bão Helen đã chuyển các khu vực dành cho ngày bầu cử hoặc thay đổi địa điểm bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên hàng nghìn cử tri vẫn đang trong tình cảnh không điện, không nước khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu những người ủng hộ Đảng Cộng hòa như Cario sống cách cộng đồng Chimney Rock bị tàn phá một quãng đường ngắn, cho biết rất nhiều người ủng hộ ông Trump đã mất tất cả và những người khác ở trong nhà không có kết nối internet hoặc điện thoại và họ không biết về địa điểm bỏ phiếu mới. Ngay cả trước khi xảy ra bão Helen, Bắc Carolina nổi tiếng với lịch sử bỏ phiếu để cạnh tranh. Đây là một trong số ít bang có các cuộc đua thống đốc mang tính cạnh tranh, đồng thời với các cuộc tranh cử tổng thống. Đảng Dân Chủ chỉ giành được phiếu đại cử tri một lần kể từ năm 1992. Bốn năm trước, thống đốc bang Dân chủ Roy Cooper đã tái đắc cử với cách biệt 4,5 điểm, dù ông Trump vượt xa ứng viên Biden về là phiếu bầu tại bang này.